Xin chào bạn, tôi Tố Phan đang nhận bạn trên trang web là phankimtố.com. Thì video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần mà nhập cái file FPS các bạn, cái file 3D mà chuyển động á vào trong cái phần mềm Vipod này. Thì cái định dạng FPS thì các những bạn nào mà đã học những cái phần mềm 3D thì cũng biết rành rồi. Thì 3D thường chúng ta sẽ có hai cái file định dạng chung á, là một là thông dụng các bạn, thông dụng chứ nó không riêng một cái phần mềm nào, nó dạng giống như là nó là cái file chung của nhiều phần mềm á. Thứ nhất là cái file các bạn thường hay biết đến là file .obj các bạn. File .obj. Đây tôi ghi cho bạn xem. Thứ nhất là cái file .obj ha, là cái file offset, cái gì chắc là chữ offset á, là thông dụng nhất nè. Cái thứ hai, cái file tiếp theo của cái việc mà, nhưng mà cái file obj này bạn, thì nó chỉ là một cái mô hình 3D tĩnh thôi, nghĩa là một cái đối tượng cố định thôi bạn, nó không có chuyển động, nó không có gắn xương, nó chỉ là một cái mẫu gì thôi. Còn khi mà bạn có cái file 3D mà khác có tên là FBIT bạn, FBIT ha, thì cái file này á thì nó sẽ có gắn xương ha, nhân vật chúng ta có thể là chuyển động được. Nó chỉ đơn giản như thôi, một đối tượng là trên là tĩnh obj, còn hai là đối tượng cho hai chuyển động được là FBIT. Thì cái phần mềm Vipod thì sau này nó mới vừa cập nhật được lên cái việc mà nhập được cái file FBIT này làm cho nhân vật chúng ta chuyển động như thế này. Tôi sẽ cho bạn xem nè. Hay chưa, đó ta hay là di chuyển cái nhân vật tới lui trái phải gì đó rồi nhảy nè, hay chưa. Thì cái việc mà làm 2D thì nó dễ rồi bạn. Việc làm 2D thì các bạn chỉ cần chạy như đây những cái bức ảnh thôi, những bức ảnh mà dạng chuyển động mà frame by frame bằng frame by frame á, là từ ảnh này qua ảnh kia á, thì 24 khung hình trên giây á, thì tạo cảm giác cho người xem tưởng là cái đối tượng ta chuyển động, thực ra là những cái tấm hình nó liên tục nhau thôi. Thì 2D thì dễ rồi, không nói rồi. Còn các bạn muốn làm 3D giống gì nè, thì bạn phải nhập vô cái file FBIT á, và bạn sẽ gắn những cái nốt cho nó chuyển động như này, nhìn nó rất là tự nhiên, rất là hay, nó tùy biến linh động rất là cao ha, so với cái việc mà làm cái kia. Làm cái kia thì bạn chỉ cố định một cái hình ảnh thôi mà đâu thay đổi được, còn đối với cái này thì bạn phải làm được bất cứ gì bạn muốn ha. Như sử như đối tượng 3D bạn nhìn trên mình nè, đi chạy nhảy hay là làm gì đó, ok ha. Dù như bạn nào phát triển nhiều thêm được, hay là làm những cái hành động như là cầm súng, giống như những bạn nào mà những bạn nam bạn thường hay chơi game mà FPS á, game bắn súng á, thì sẽ biết ha. Như đại khái là làm cho đối tượng có thể là đi tới lui chạy nhảy nè trong môi trường 3D nha, rồi cầm súng bắn, rồi cầm kiếm chém đó. Thường những cái đó thì phải là những cái studio làm game chuyên nghiệp trên thế giới người ta mới làm được mấy chuyện đó, những cái game lớn như game khủng như fantasy rồi đó của Nhật á. Còn này chúng ta là người có cá nhân mà chúng ta làm được cái gì thì quá tốt rồi, quá hay rồi, chỉ một mình nên cá nhân chúng ta làm thôi rồi ok ha. Thì tiết kiệm chi phí rất là nhiều, nên ta sẽ test thử ha, ta làm thử ha. Thì cái trong cái nhóm này tôi sẽ chia làm hai video. Một video đầu tiên là chúng ta sẽ có, tại vì có hai cách mà, hai cách để nhập cái file này vào trong cái phần mềm này. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ lôi trực tiếp cái file đó vào trong phần mềm này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái node có sẵn, ok ha. Rồi ta sẽ đầu tiên thì các bạn tạo mới một cái file mẫu đi, mở lên một cái file mẫu làm ví dụ nè, file mẫu 3D trống thôi. Thì đây là video đầu tiên ta làm cái cách 1 đi, thì video sau ta làm cái cách 2. Rồi nhưng mà mỗi cách thì nó sẽ có cái thuận lợi riêng, thì tôi sẽ cho bạn xem nè. Bây giờ bạn sẽ chọn tôi một cái mẫu 3D game nè bạn. Rồi một mẫu 3D ha, ta làm cái cách đầu tiên nè, cũng tương đối nhanh đơn giản thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở lên đây, rồi các bạn sẽ làm gì đây, chúng ta sẽ quên á, cái file mẫu á, file mẫu này để bạn thực hành á, tôi đã để bên dưới cái video này ha, trong cái phần mô tả, trong phần comment á, thì bạn hãy tải về, để cái file nén thôi, bạn tải về, bạn giải nén ra là xong, cho nó có nhiều cái file con bên trong đó mà. Tôi cho bạn xem nè, đâu tiêu rồi, hãy cho bạn xem thử cái thư mục tôi ha. Thì bên trong nó có hai thư mục bạn, một cái thư mục dành cho Windows, một thư mục dành cho Mac, tại vì cái phần mềm Vipod này dùng được trên cho cả hai địa hình luôn ha, Windows cũng có mà Mac cũng có luôn, MacBook á, của Apple á, Mac của Apple á. Đây nè, khi bạn giải nén ra thì được một cái file nó có hình dạng như vậy, ok ha. Thì đây là những cái file có cái đuôi chấm, tôi sẽ cho bạn xem cái phần đuôi của tôi nè, thấy chưa, những cái file có định dạng chấm FBIT nè, nhìn kỹ ha. Đó, ở đây nó chia làm bốn file nè, một là file tư thế nghỉ Indo nè, hai là tư thế đây nó nhảy nè bạn, zoom pose nè, ba tư thế run là chạy nè, bốn tư thế walk là đi bộ ha, bốn tư thế đi bộ, chạy, nhảy và nghỉ. Còn đây là cái file PNG, là cái họa tiết bằng cái tester á, nhưng bạn nào học những phần mềm 3D biết rồi, nó chỉ đơn giản thôi, ok ha. Rồi đầu tiên ta sẽ làm cái cách đầu tiên trước. Cách đầu tiên á thì chúng ta sẽ làm gì, ta sẽ lôi cái file FBIT chúng ta vào đây, ok các bạn. Thì ta sẽ lôi thử nè, đây là ta để cho bạn xem nè,
tôi sẽ để bên hông cho bạn dễ thấy nha. Đầu tiên tôi sẽ lôi cái file, bạn chọn 4 file này, lôi file nào cũng được. Giả sử tôi chọn đầu tiên cái file nghỉ nha, file nghỉ là cái file Indo nè, file .fs nè, lôi vô đây nó. Khi bạn lôi vô đây thì nó sẽ có hai tùy chọn, một là chọn như offset hay là chọn chapter, bạn chọn nào cũng được bạn, tùy bạn. Vô tôi chọn chapter đi, cho nó vô thẳng vô cái chapter luôn. Ok ha, xong rồi đó bạn. Nãy giờ tôi sẽ chọn, tôi lôi cái này ra phía trước nó. Ok, hợp lý ha bạn, hợp lý, quá hợp lý rồi đó. Thấy dễ giờ thì thực ra nó cũng là một cái đối tượng 3D thôi, có điều nó có gắn cái khung xương, có hai chuyện ha bạn, có hai chuyện ha. Một là chuyện thứ nhất là nó có hai nốt, nó thứ nhất là nó sẽ gắn cái khung xương, là giống như cái việc mà lần lưới chúng ta vậy, đi lưới những cái mẫu 3D nè. Còn cái thứ hai là nó sẽ có cái nốt gọi cái nốt animation đó bạn, là nốt chuyển động á. Thì những bạn nào 3D á, thì thường hay sử dụng keyframe bạn, sử dụng keyframe để đặt cái chuyển động cho cái khung xương chúng ta vậy thôi. Đó, thấy chưa? Tôi sẽ chơi cho bạn xem một vòng. Rồi ta sẽ tìm hiểu sâu hơn là bạn click vô cái đối tượng này. Đối tượng này tên là Zen đó bạn, đặt tên là Zen nè. Zen A cộng idol nè. Là cái trạng thái nghỉ á, idol là cái trạng thái nghỉ. Ideal tôi đọc không biết đúng không. Rồi. Thì như tôi vừa nói nó sẽ có hai nốt thôi bạn. Một cái nốt khởi đầu nè, master, hai là cái nốt khung xương nè bạn. Nốt này chính là nốt xương xương, cái phần mềm ở đây gọi là skeleton á, skeleton á. Skeleton là cái khung xương của ta. Thì cái khung, đây là cái nốt khung xương nè. Thì thật ra nó là cái đường lưới thôi bạn. Nó là cái đường lưới thôi chứ không gì. Đường lưới nè. Đường tên nè, rồi cái khung xương chúng ta nè, scale xanh, rồi vị trí, tỷ lệ xây. Ok ha, lít vô đây bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy nó hiện ra cái bảng này, nó cho chúng ta biết là ra được một cái tư thế là trạng thái nghỉ của đối tượng này. Rồi ta tìm hiểu từ từ ha, cứ nhìn vào ta từ từ thôi. Đây là cái tên nè, còn đây là cái phần họa tiết, tôi chưa có thêm cái phần họa tiết bạn, cái chất liệu á, material á, texture là cái họa tiết nè, nó. Rồi còn đây chúng ta sẽ chỉnh những cái họa tiết đó như là màu sắc, tỷ lệ, độ giãn gì đó tùy. Còn đây là tại vì cái đối tượng tôi phân là hai cái, một là cái nhân vật, hai là cái phần búi tóc, nên nó chia làm hai cái khác nhau thôi chứ không gì. Ok, rồi các bạn muốn biết cái trạng thái nó chuyển động như thế nào á, tại vì này chúng ta là gắn keyframe đấy, nó chuyển động mà bạn phải biết mà, nên bạn muốn xem thử cái hành động như thế nào á thì bạn click vô đây. Đây nó sẽ có nút play để bạn phát xem thử á, là tôi click thử cho bạn xem ha, cái nút nhỏ nhỏ đây nè. Ở đây nó sẽ có nhiều tùy chọn ha, nhiều tùy chọn cái chuyển động nè bạn. Bạn thấy animation không? Trường hợp này ta mới nhập vô đây một cái mẫu đây, một cái mẫu là trạng thái nghỉ đây. Đó, bạn chọn nè. Thấy chưa? Bạn chọn xong rồi nó chỗ này nó sẽ hiện lên những cái keyframe của chúng ta đã làm trong những phần mềm 3D như là Maya. Thường những cái chỗ studio chuyên nghiệp ở trên thế giới thì đa số là làm chuyển động là dùng Maya hết bạn. Maya, còn dựng mô hình nó thì sẽ sử dụng Xerox hoặc là 3D Max, nhưng mà thường là Xerox hơn, nó nhanh mau. Nghĩa là cái bộ combo người ta thường hay sử dụng ở trên thế giới là Unity nè, là cái phần mềm chuyên về lập trình game mà làm game nó chuyên nghiệp hơn, nhưng mà nó phức tạp hơn, dành cho những studio lớn, tại vì gồm nhiều người, người ta cộng tác lại, người ta hợp tác lại làm nó nhanh mà. Thì bộ combo là Unity nè, rồi dựng hình là Xerox nè, làm chuyển động là Maya. Còn cái bộ mà tôi làm đơn giản như này, tôi đang tự học nhà thôi, là thứ nhất là để lập trình để làm game như bạn đang xem, đó là Pivot nè. Cái đó là dựng hình 3D đơn giản, là có thể là Cinema 4D hoặc là Xerox. Rồi còn để tạo chuyển động thì tôi không dùng, nếu không dùng Maya để làm lâu lắm, tôi sử dụng một cái trang web có tên là Mixamo. Thì trang web đó để tạo chuyển động cho nhân vật rất là hay bạn. Chỉ cần nhập lên cái đối tượng 3D có file .obj thôi, thì sau đó bạn sẽ chọn những tư thế của nó. Nó có cả hàng trăm tư thế, từ đi, chạy, nhảy, rồi té, rồi ngã, rồi bắn súng, rồi đánh lộn, đấm đá, lượn hay là đỡ, nói chung là nhiều lắm, cả hơn cả vài trăm cái tư thế luôn bạn. Bạn chỉ cần nhập đúng cái file OBJ là cái file định dạng 3D thông thường lên, thì sau đó bạn sẽ chọn tư thế nó chuyển động, sau đó là nó sẽ tự động làm thôi. Nó bây giờ nó đang hiện cái phần mềm đó, hiện giờ nó đang, cái công ty đó hiện giờ đang thuộc về hãng Adobe bạn. Adobe. Ủa. Adobe nó sở hữu bạn. Rồi. Có tên là Mixamo ha, trên trang web của tôi có nói phần đó. Bạn hãy vào trang web của tôi. Không thì tôi cho bạn xem thử luôn ha. Tôi sẵn tôi nói luôn. Không, vào trang web cá nhân tôi nè, vào trong cái phần lập trình game nè bạn, vào trong cái phần xuống dưới tới cái trang hay chưa? Mixamo nè, tạo chuyển động cho nhân vật nè. Đó. Rồi Maya nè, Xerox nè, rồi Cinema 4D nè, Mixamo nè. Nó đơn giản như thôi. Tạo chất liệu nè, suspend painter nè, thấy chưa? Đây là cái bộ workflow, cái quy trình làm việc tôi nè.
bạn hãy kết hợp thêm những cái phần mềm khác này hơn. Rồi tôi ví dụ thôi. Rồi gì đó, ta đã tới đâu rồi? Ở đây sau khi bạn dựng được cái những cái file nhập FBX bạn nhập vô đây rồi đó, thì bạn hãy click vô cái nút này, bạn xem cái trạng thái chuyển động của nhân vật nè. Đây là trạng thái chuyển động nghỉ nữa chưa, nó sẽ là thở lên thở xuống nè. Cái bạn nhìn thấy không, bạn nhìn kỹ ha, nguyên cái người nó sẽ nhún lên nhún xuống nè, thấy chưa? Nhìn vô hai cái vai á, nó sẽ hiện tượng nhún lên nhún xuống nè, đó, hai cái vai nhún lên xuống, rồi hai cái đầu gối, rồi cái đầu nữa, tóc nè, thấy chưa? Đó là cái trạng thái chuyển động của cái tư thế nghỉ. Sau này chúng ta sẽ thêm những cái trạng thái nữa, nghỉ nè, rồi đi bộ, chạy bộ, nhảy, hay là trượt té hay như vậy đó, hay là đánh đấm gì đó ha, đá rồi đó, nhiều thứ lắm, né rồi đó. Rồi thì bạn sẽ nhập vô đây thì nó đều có hết. Rồi sau nữa, rồi gì đó ok rồi. Ví dụ như ra đây bạn xem thử coi nó có gì xảy ra không, ta lít thử cái nút play phát thử, thấy chưa? Mà nhìn kỹ nhân vật chúng ta, nhìn ở tư thế này nó hơi thấp, rồi nhìn thế này cho bạn thấy nó rõ hơn ha. Bây giờ nhân vật chúng ta đang thấy đang rung rung rung, hiện tại đang đứng im à. Ta chỉnh thử cái nó có chuyển động không đấy, chọn đây cái loại va chạm mà nè, va chạm mà dynamic nè, các bạn, ta phân ok rồi, tôi test thử các bạn, đợi tuần tới tôi test thử cái có vấn đề hay nhất. Ok, nó không có rung nữa bạn, thấy chưa? Nó không lặp lại cái hành động mình, nó đứng nghiêm mà. Tại sao vậy? Thì cái đó không phải là do chúng ta chỉnh dynamic các bạn, không chỉnh dynamic cũng được, hoặc là bạn chỉnh cũng được. Sau này nếu bạn muốn va chạm với cái hộp phía sau thì chỉnh dynamic luôn đi. Rồi thì chúng ta sẽ vào đây ta tìm hiểu nè. Nãy giờ tôi mới hướng dẫn bạn cái phần scale 10 các bạn, là cái phần gắn xương đây ha, gắn xương thôi nè. Thì trong cái phần gắn xương này thì nó này là gắn xương ha, còn cái nốt này là cái nốt mà làm cho đối tượng ta chuyển động rồi mà. Lưu ý ha, cái nốt này là cái nốt là gắn xương. Thì đây đầu tiên là enable là nó được kích hoạt nè, cái sợi liên kết màu vàng nè. Còn dưới đây là cái animation là cái độ chuyển động mà. Nó sẽ liên kết với cái nốt là chuyển động nào, tại vì nó sẽ có nhiều cái trạng thái nốt chuyển động ha. Đây chỉ là một cái nốt chuyển động duy nhất là cái việc mà đứng tư thế nghỉ thôi. Chúng ta sẽ thêm những cái chuyển động khác như là chạy nhảy rồi đó. Rồi thì đây là cái nốt mà dùng để tạo chuyển động là đặt keyframe rồi bạn. Thì người ta hay nói là keyframe animation đó bạn, là đặt keyframe chuyển động là cái nốt này nè. Còn cái này là cái nốt xương là skeleton. Rồi cái nốt này thì đầu tiên nó cũng phải kết nối với cái nút play ha. Nút play là nút phát, nghĩa là mới ban đầu là trạng thái mặc định của nó là nó sẽ chuyển động lên xuống. Ok, ở đây là nó lưu ý nha, cái này kết nối với cái nốt ở trên đỉnh nè bạn, trên đỉnh này nha, chứ không phải là kết nối với nốt này nha, lưu ý cho kỹ. Rồi còn đây là cái nốt, dưới đây là cái nốt nốt play là cái nốt kích hoạt, cái nốt stop là cái nốt dừng lại, nó sẽ dừng lại cái trạng thái này khi mà nó thực hiện một cái trạng thái khác, vậy thôi đó. Rồi và cái bạn sẽ thấy là cái nhân vật chúng ta chỉ có chuyển động lên xuống đúng một lần thôi nè, nó không có nhúng nữa. Thì chúng ta muốn cái hành động này lặp lại liên tục thì bạn sẽ chọn nó, và bạn chọn cái tùy chọn là lúc thôi bạn. Thường là cái trạng thái nghỉ là nó sẽ lặp lại liên tục, khi nào mà trạng thái nhảy hay là đi tới chạy đó thì chúng ta mới không lặp lại thôi. Còn cái trạng thái nghỉ này lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ chọn cái trường hợp là lúc là lặp lại liên tục nè, là tại vì lúc nào chúng ta cũng đứng nghỉ hết, nói chưa, lúc nào nó cũng đứng tư thế bình thường, đứng nghỉ là thở nè đó. Còn khi nào chúng ta thực hiện những cái lệnh khác, những cái trạng thái khác như là chạy nhảy đi rồi thì nó mới bỏ cái việc mà trạng thái nghỉ này thôi, còn bình thường nó cứ nghỉ gì nè, nó cứ lặp đi lặp lại cái hành động chuyển động này liên tục ha. Lưu ý bạn ha, nên cái trạng thái nghỉ lúc nào ta phải đánh dấu check vô cái chỗ lúc này, lúc là lặp lại. Đây là chọn tên loại chuyển động nè, ta sẽ có nhiều loại chuyển động nếu bạn nhập vô nhiều cái file FBX vô. Rồi cái tốc độ nhanh hay chậm nè, rồi cái thời gian thực hiện của nó các bạn, cái thời gian chuyển tiếp à, không cần, giống như cái thời gian rồi đợi tôi tí nha. Những cái này chúng ta phải ban đầu chúng ta phải nắm cho kỹ bạn, nắm kỹ rõ từng yếu tố một. Rồi cái tốc độ nè, mặc định thì tốc độ 1, hay bạn muốn chuyển động nhanh hơn thì bạn tăng tốc độ lên. Ok ha, tăng thử ví dụ lên 5 thử, lên 3 thử ha, bạn sẽ thấy đây cái thật nó chỉ chuyển động rất là nhanh, thấy chưa, nhúng rất là nhanh. Đây là chỉnh phần tốc độ thôi chứ không gì. Rồi cơ bản như là xong được cái trạng thái nghỉ đó bạn. Giờ ví dụ như bạn muốn cho cái nhân vật chúng ta có cái phần chất liệu để bạn, nghĩa là có da có thịt đi, cái phần chất liệu cái họa tiết á, hiện tại nó không có thì bạn muốn có thì bạn vào trong đây lại, bạn chọn cái phần gắn xương nè, click vô đây, rồi bạn click vô cái nhân vật chúng ta nè, mặc định cái này nó đang đóng rồi nè, nó sẽ gì, bạn click vô cái trạng thái này, trạng thái nghỉ ha, click vô đây phần chất liệu, đây là cái nhân vật chúng ta. Thì trong cái file mà tôi đã gửi bạn có đính kèm á, thì có phần họa tiết ha, cái file họa tiết chúng ta đâu rồi, để tôi mở lên. Thì
Thì những bạn nào làm 3D đã biết rồi, thì bên cạnh cái file .mbps chúng ta sẽ xuất ra một cái file họa tiết bạn UV map á. Đây là tôi xuất ra cái file này định dạng, bạn xuất ra file định dạng JPEG, PNG cũng được. Đây là file định dạng PNG nè. Thấy chưa? Đây là cái phần lớp da của cái UV map của cái nhân vật 3D chúng ta. Thì bạn nào đã học 3D mới biết cái này, còn không thì bạn không biết đâu. Bạn nào mà chưa học thì nhìn nó ghê lắm, cứ tưởng là cái gì không à. Rồi ta lôi cái file này vô đây. Nói chưa, nó ra nhân vật ra rồi, nhưng mà hơi tối đúng không? Hơi tối thì bạn chỉnh cái phần color ra, tại do này đang để cái màu xám nè. Bạn chỉnh lên cho màu trắng ha, chỉnh màu trắng là sao nó ok, thấy chưa? Sáng rồi đó. Đây nó sẽ có chỉnh những cái khác nữa, nếu mà bạn nào học tự biến chuyên sâu hơn, như là cái tỷ lệ chất liệu muốn cho nó giãn ra, hay là cái vị trí nè, offset vị trí, màu, mặc định nè, bóng đổ, có thể là đổ bóng lên đối tượng khác, hoặc là tự nhận bóng lên đối tượng khác đổ luôn ha. Những này bạn quá rành này. Rồi tiếp theo cái này là cái phần tóc, nó chưa có cái chất liệu đâu bạn, tại vì tôi làm phân ra hai cái nhân vật chính là tóc riêng, thì ta lo thêm cái phần họa tiết giữa cái phần tóc nè. Bây giờ tóc có màu đó, cho tóc nó sáng lên, ok ha. Rồi sau đó ta lưu lại, nhấn save lưu lại cho bạn xem nó chuyển động nè, chuyển động ha. Rồi nhấn play đây, nó đây là cái thao tác để chúng ta xem trước cái mô hình thôi chứ không gì. Nó thấy là nhân vật chúng ta chuyển động chưa, ok ha, nhấn lưu lại nè. Rồi ra ngoài bạn thấy xem nè, hiện tại chúng ta mới học được cái cách để làm nhập cái nhân vật ta vô thôi ha. Video này video đầu nên tôi nói từ từ chậm chậm thôi, video sau tôi sẽ nói nhanh hơn để chúng ta bắt đầu vô cái việc cách 2 ha. Này là cách 1, cách 2 nó sẽ hay hơn nữa, cách 1 thì nó vậy thôi, ok. Rồi giờ giả sử như chúng ta được cái trạng thái là nghỉ rồi, chúng ta thêm cái trạng thái nhảy nha bạn. Rồi muốn nhảy nha, muốn nhảy thì giờ bạn sẽ làm sao đây? Bạn sẽ lôi, bạn sẽ lôi một cái file, có file FX mà có tên là zoom vô đây mà, zoom pole là cái thực tế nhảy nè. Rồi tôi lôi thải đây ha, tôi lôi vô đây. Rồi khi bạn vừa lôi vô, bạn thấy nó sẽ xuất hiện cái màn hình này. Tại sao vậy? Xuất hiện màn hình này bạn, tại vì cái trường hợp mà bạn có hai cái khung xương nó giống nhau á, thì hai khung xương giống nhau bạn, thì nó phần mềm nó sẽ hỏi chúng ta là sao giờ. Phần mềm nó không biết tại sao, giống như bạn mà thực hiện cái việc mà copy hai cái file mà nó trùng tên nhau, thì cái phần mềm nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo là chúng ta muốn là ghi đè không, nghĩa là xóa file cũ để cái file mới nó ghi đè lên, hay là giữ cùng lúc hai file luôn. Nó giống như mà những chúng ta thao tác trên cái máy tính Windows 10 chúng ta vậy ha, Windows chúng ta vậy. Thì này cũng tương tự như đây, khi bạn nhập vô cái phần mềm này, hai cái file nó trùng tên mà nó cùng cái khung xương nè. Bạn nhìn kỹ nè, tao phóng to cho chẳng dễ xem tí ha. Đây, khi mà bạn chọn hai cái file nó cùng tên nha, cùng cái tên khung xương nha nè, skeleton nãy tôi nói bạn nãy giờ là đây là cái khung xương nè, khi nó trùng tên, như là cái khung xương nó trùng tên luôn, và cái chuyển động nó cũng trùng luôn ha, thì nó trùng tên nhau mà, animation là chuyển động trùng nhau, thì cái phần mềm nó sẽ nói là cái file bạn mới vừa chèn vào đã bị nhập trùng tên với một cái đối tượng có sẵn trong cái phần mềm này đó. Rồi thì sau đó nó hỏi bạn là hành động của bạn là gì, thì một là bạn sẽ tạo mới, thì không nói gì rồi click chọn trên đây create new, nó tạo ra một cái file mới hoàn toàn. Thì nó dễ lắm nè, cho tích cho bạn xem thử nè. Bây giờ thì bạn chỉ việc là nhấn import thôi, để nhập cái file vào thì nó sẽ nhập vào cái nhân vật mới. Còn nếu bạn mặc định phần mềm thì để chế độ này modify selected ha, chế độ chỉnh sửa, thì đây nó sẽ hiện ra cái bảng hộp thoại bên dưới đây đó. Thì nó cũng ra đưa các bạn hai ba tự chọn thôi, một là bạn sẽ thay thế ha, thay thế nguyên cái tài nguyên luôn, nguyên cái khung xương và cái chuyển động luôn. Còn cái tự chọn thứ hai là sẽ giữ nguyên cái khung xương nhưng mà chỉ thêm cái phần chuyển động thôi, animation thôi. Và tự chọn thứ ba là sẽ là xóa cái chuyển động cũ và thêm cái chuyển động mới, thay thế chuyển động mới. Phân biệt cho rõ ha, và phân biệt cho rõ ba cái tự chọn này. Nhưng bạn nào mới rất dễ bị lộn và rất dễ bị mất file ha, lưu ý. Thông thường nếu chúng ta nhập vào đây mà cùng một cái khung xương á, nghĩa là cùng một cái đối tượng nhân vật 3D chúng ta, mà chúng ta sẽ nhập vào đây những cái hiệu ứng chuyển động khác nhau, như là đi đứng chạy nhảy hay là ngồi đó, thì chúng ta sẽ chọn tự chọn thứ hai, nghĩa là chỉ cộng vô cái hiệu ứng chuyển động thôi, giữ nguyên những cái tài nguyên sẵn có như là chuyển động sẵn có. Rồi chỉ đơn giản thôi bạn, ta chọn tự chọn thứ hai là thêm cái phần hiệu ứng chuyển động thôi ha, giữ nguyên những cái sẵn có là cái khung xương sẵn có và cái hiệu ứng chuyển động nghỉ, chúng ta chỉ thêm cái hiệu ứng chuyển động là zoom rồi nhảy vô đây thôi. Rồi sau đó ta nhấn import, nó bạn thấy không có gì xảy ra đúng không, thực ra nó đã xảy ra đó, nhưng mà điều bạn bên trong cái node ta nè, bên trong đối tượng ta nó sẽ thêm một cái node chuyển động mới như nãy ta nói với bạn đó, thấy chưa. Đây là cái khung xương chúng ta thì lúc nào nó cũng giữ nguyên, nãy ta để thì chọn là giữ nguyên khung xương, chỉ thêm cái hiệu ứng chuyển động thôi nè. Đây là hiệu ứng chuyển động, đây là hiệu ứng nghỉ ha, trạng thái nghỉ,
trạng thái nghỉ, còn đây là trạng thái nhảy ha. Rồi diễn cái phần mềm á, diễn lúc nào nó biết là khi nào ta sử dụng cái trạng thái nào ta, phần mềm sao biết được ha. Thì mặc định nó đang là trạng thái nghỉ nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái trạng thái mà để kích hoạt cái việc mà nó nhảy các bạn. Thì chúng ta sẽ thêm cái tùy chọn gì, chúng ta học là thêm tùy chọn test đi ha. Khi ta chạm vô màn hình thì cái nhân vật chúng ta sẽ nhảy lên vậy thôi. Thêm cái trạng thái nhảy nè, thêm cái nốt kích hoạt nhảy, rồi kết nối với cái nút play, ok ha, để nó nhảy lên vậy thôi. Đây là trạng thái nghỉ, rồi đây là trạng thái nhảy ha. Khi ta chạm lên màn hình thì nó sẽ nhảy cái đối tượng ta lên, rồi vậy thôi. Và khi nó nhảy lên thì sao ta? Khi nó nhảy lên á thì ở đây là cái nút phát nè, đây là cái nút kết thúc nè. Rồi khi nó nhảy lên thì nó sẽ bỏ cái việc nghỉ mà. Khi nó nhảy lên thì nó sẽ bỏ cái hình dạng trạng thái nó nghỉ. Thì muốn bỏ thì sao? Thì bạn sẽ thêm cái tùy chọn là này, liên kết với nút stop. Nhìn cho kỹ ha. Những cái bạn mới học thì hay bị rối lắm, nhưng mà trong đầu bạn nghĩ như thế nào thì bạn làm y chang vậy thì nó sẽ rất là dễ. Ban đầu đang là ở trạng thái nghỉ, khi chúng ta muốn đối tượng chúng ta nhảy thì chúng ta sẽ chạm bên trên cái màn hình điện thoại thì đối tượng chúng ta sẽ nhảy lên. Và khi nhảy lên thì sao? Thì sẽ bỏ cái trạng thái nghỉ, thì chúng ta sẽ tích vô đây stop, đó, bỏ trạng thái nghỉ. Thấy chưa, dễ chưa? Rồi thì đây mới là cái chuyển động của nhân vật thôi, còn cái việc mà hình dạng nhân vật nó nhảy thì nó chưa có. Nghĩa là ta xem nè, thấy chưa, khi ta chạm lên màn hình đó thì đối tượng nó chỉ thay đổi cái hình dạng nó thôi, chứ nó chưa có nhảy thực tế lên. Nếu nhảy thực tế lên đó thì bạn đã biết là chúng ta đã học một cái nó zoom á, đúng không? Nó chỉ thay đổi, cái này nó mới thay đổi cái trạng thái đó thôi, cái hành động đó thôi, chứ nó chưa nhảy. Bạn muốn nó nhảy thì bạn phải thêm một cái nốt, đúng không? Cái nốt gì? Cái nốt mà chúng ta đã học rồi, cái nốt có tên là nốt zoom, nốt nhảy, nhảy theo cái trục y lên khoảng chừng 10 thôi. Nó thì cho người xem thì cứ tưởng là nhân vật nó nhảy, thật ra nó không phải nhảy đâu. Là chỉ nốt nhảy là mới là cái nốt này nè, còn cái này là chỉ là thay đổi cái hành động, cái hình dạng thôi, hình dạng nó nhảy thôi, chứ nó không phải, là nhảy, nốt nhảy ha. Nốt nhảy là nốt dưới đây nè. Rồi ta nói rất là kỹ, nhảy hơi 7 thôi bạn, 10 hơi cao 7 thôi nè, ta cho bạn xem nè. Đây là trạng thái bình thường ha, khi tôi chạm màn hình điện thoại là đối tượng chúng ta mới là nhảy lên, là dựa trên cái nó zoom này, nó nhảy lên nè. Và nó sẽ thay đổi cái hình dạng của nó, trạng thái cái hình dạng của nó thì nó sẽ chuyển từ hình dạng đứng sang hình dạng nhảy nè. Nó sẽ chuyển sang hình dạng nhảy dựa trên nốt này. Nhưng mà khi nó đụng đất rồi nó không có thay đổi cái trạng thái như về mặt định bằng. Thì chúng ta sẽ thêm cái tùy chọn là nếu nó chạm đất thì nó sẽ quay về cái trạng thái nghỉ lại. Thì chúng ta sẽ thêm cái tùy chọn là if collect, nếu va chạm. Đây, nếu va chạm. Nếu nó va chạm với cái gì? Va chạm với cái nền đất ha. Thì đối tượng chúng ta sẽ quay về va chạm với cái nền đất. Cái nền đất này ta đã đặt tên là cái gì ta? Cái nền đất này bạn như ta đã gán cho nó cái platform hay gì vậy? Hiện tại ta chưa có gán hay tại ta sử dụng cái nền sẵn có của cái phần mềm mà sử dụng sẵn có của cái phần mềm máy tính này, của cái phần mềm billboard này, nên chúng ta cứ để cái tùy chọn đại là cho nó là on đi, nghĩa là chạm đến tất cả các bạn. Nhưng sau này các bạn làm thì bạn sẽ tự tạo một cái nền đất riêng ha, và bạn gán cho nó cái đối tượng va chạm là platform. Rồi thì ta sẽ tiếp tục ha. Nếu chúng ta chạm với cái nền đất là platform này, ví dụ vậy, trong trường hợp ta để on nè, thì sao bạn? Thì nó sẽ quay về cái trạng thái là trạng thái nghỉ. Rồi dễ ha, hình dung được các bạn. Này nó rất là dễ, nhưng mà những bạn mới thì thường hay bị nản á, cứ nghĩ là nó khó, thật ra nó gì đó, nó dễ lắm, cứ nói trong miệng là ra thôi, chứ đừng có im mà làm là nó dễ sai lắm. Ok ha. Rồi tôi nói lại lần nữa nè, là đầu tiên chúng ta đang ở trạng thái nghỉ ha, trạng thái nghỉ đây là cái hành động ha, còn đây là cái xương thì không nói, đây là hành động nghỉ. Rồi khi chúng ta chạm lên trên màn hình điện thoại thì nó sẽ kích hoạt cái hành động là chuyển động ha, xin lỗi, kích hoạt cái hành động là nhảy ha, hành động nhảy thôi. Rồi thì bạn sẽ nói cái nút play này. Rồi nhưng mà thực tế nó mới cái hành động nhảy thôi, chứ nó chưa nhảy lên. Muốn nhảy thì bạn phải thêm cái nốt zoom này để nhảy lên. Rồi sau khi nhảy lên rồi thì nó rớt xuống thì nó như cũ. Bạn muốn nó chuyển về cái trạng thái này thì bạn phải thêm cái tùy chọn là nếu va chạm với cái nền đất thì nó sẽ quay về cái trạng thái nghỉ. Rồi vậy thôi. Đây là cái khung xương ha, nó không đụng chạm hết cái khung xương. Rồi hiện tại hành động thì chúng ta chỉ mới thêm được có hai nốt hành động này thôi. Đây là cái nốt nghỉ và cái nốt nhảy. Sau này chúng ta sẽ thêm những cái hành động như là chạy nè, rồi đánh hay là đá gì đó ha. Ta sẽ nói kết từ từ gì đó. Rồi đây nè ha, đây là ban đầu trạng thái nghỉ nè, tôi chạm lên trên màn hình nha.
đó, chạm hình thì nó sẽ chuyển sang cái hành động là nhảy, kèm theo nó nhảy lên, cái hình dạng nhảy và kèm theo nhảy lên, và khi nó chạm đất thì nó sẽ quay về cái trạng thái ban đầu là trạng thái nghỉ nè. Đó, ok ha. Ví dụ như trường hợp các bạn muốn thêm một cái hành động, đó là hành động gì ta, hành động chạy đi ha, hành động chạy đi nghỉ nè, và nhảy và chạy, ba trạng thái là đủ đủ xỉu rồi, đủ mệt rồi. À, những bạn mới thì làm ít thôi. Rồi ta sẽ thêm cái hành động là có hai cách ha, bạn hãy lôi trực tiếp vô trong cái màn hình này, lôi một cái đối tượng FB các bạn. Ví dụ ta lôi cái tư thế là nhảy ha. Ô nhảy rồi chạy chứ. Ta hãy lôi trực tiếp vô đây nè, cũng được ha, lôi FB vô vô trực tiếp cho cái màn hình làm việc này cũng được, không thì bạn lôi vô đây được. Bạn chọn cái khung chế cái nốt mà khung xương này nè bạn, cái nốt khung xương nè. Hiện tại nó chỉ có đúng nó có đúng hai cái nè, bạn thấy chưa? Không thì bạn lôi trực tiếp vô đây như cũng được nè bạn. Nhưng mà thôi thường ta lôi ngoài đi cho nó chắc, chắc cho chắc ăn. Nè tao lôi cái file mà cái file tư thế để nó chạy ha, run chạy nè. Rồi, thì cũng như tao nói nãy, khi mà tao lôi vào một cái đối tượng mà nó bị trùng tên thì nó sẽ hỏi chúng ta là có thay thế không? Tạo mới nè, hay là thay thế ha, thay thế đây nè. Là thay thế chuyển động. Này tao chỉ cộng thêm thôi, tao không có xóa gì hết, cộng thêm nè, add nè. Rồi đó. Giờ đây bạn sẽ thấy nó sẽ xuất hiện thêm một cái node có tên là run là chạy đây. Node này nó sẽ liên kết với node animation là cái dùng để điều khiển cái khung xương này ha, nhìn cho kỹ nè. Animation là điều khiển khung xương này bởi cái node chuyển động này. Đó, nó chuyển động thì bạn đi thì nhìn chiếc chữ play là bạn biết rồi, đây là chuyển động play nè. Đặt khóa keyframe bạn, đặt khóa key á. Keyframe animation. Rồi. Bạn muốn nó chạy khi nào ta? Bạn muốn nó chạy khi nào? Thì nếu làm thêm cái bước này nữa mất thời gian đó bạn. Bạn muốn nó chạy thì bạn phải sử dụng cái nếu bạn sử dụng máy tính thì bạn sử dụng các phím điều hướng mà chơi game FPS á, là W A S D á, hay là bốn phím mũi tên. Còn nếu bạn sử dụng còn nếu bạn sử dụng cái màn hình điện thoại á, thì bạn sẽ thêm cái nút trên cái màn hình điện thoại bạn, nút trắng trắng á, thì bạn làm thôi. Thì bạn sẽ làm cho đối tượng này nó chạy. Ta lấy ví dụ các bạn. Nhưng mà thường chúng ta sẽ làm cái cách đó thì nó hay, nó nhanh hơn. Mà trong trường hợp này á, thì tôi lấy ví dụ đại đi ha, ví dụ đại ha. Ví dụ như tôi cần một cái nốt kích hoạt là tôi nhấn cái phím nào đó, tôi lấy ví dụ đại nha cho bạn hiểu thôi. Rồi. Khi tôi nhấn một cái phím nào đó thì đối tượng ta sẽ chạy. Ví dụ tôi nhấn đại cái phím chưa, cái này là đứng yên tại chỗ này, nhảy nè. Khi bạn chạy thì bạn xác định cái điều hướng là qua đi lên trái phải nè, nó mất thời gian lắm. Cái phím điều hướng để đi theo trái phải á, nên tôi tạm ngưng cái việc này đi, tôi tạm ngưng video này đây đi cho bạn hiểu thôi. Rồi qua video sau thôi, cái cách hai á nó sẽ hay hơn bạn, nó tuyệt vời hơn, nó giải quyết được cái trường hợp này. Tại vì tới đây chúng ta chỉ mới làm được cái nhân vật chúng ta là nghỉ với nhảy thôi, còn cái việc chạy nữa. Mà tương ứng với việc chạy á thì bạn phải xác định được cái hướng của nó, hướng của nó bạn. Thì thật ra nếu bạn nào đã xem những cái video trước tôi đã làm thì bạn cũng hiểu sơ sơ rồi, là muốn cái đối tượng ta nó điều hướng theo hướng nào á, thì bạn qua cái màn giao diện UI bên ngoài á, bạn thêm cái joystick á để bạn kích hoạt á, kích hoạt đối tượng ta di chuyển theo hướng nào bạn. Rồi rồi sau đó là kích hoạt cái hướng đó, rồi kết hợp với cái nốt là zoom chạy này nữa. Nó phức tạp lắm bạn, nó phức tạp lắm. Nên cái cách số 1 này thì tôi khuyên các bạn là hiểu vậy thôi, chứ chúng ta không nên làm theo ha, không nên làm theo. Làm thì tôi khuyên bạn nên sử dụng cái cách số 2 nó nhanh hơn. Tại sao vậy? Tại cách số 2 thì cái người mà xây dựng lên cái phần mềm Bebop này, người ta làm sẵn cho chúng ta rồi, người ta chỉ cần là chọn ra thôi. Còn cách số 1 á, thì làm vẫn được nhưng mà mất thời gian thôi. Chúng ta sẽ thêm cái joystick ở bên cái giao diện UI mà làm việc các bạn, giao diện này nè. Thêm cái joystick này nè, đó, thêm cái joystick trong đây nè. Đây. Bây giờ thêm cái joystick đây nè để chúng ta điều khiển cái đối tượng ta thôi, nó mất thời gian thôi chứ không gì. Đó, thêm cái joystick đó rồi sau đó vô đây bạn sẽ gắn cái tùy chọn là sử dụng cái joystick đó, đây là joystick đây nè, đó để bạn điều khiển thôi. Joystick điều khiển đối tượng ta như thế nào thì nếu bạn mà sử dụng cái joystick mà nãy bạn thêm cái giao diện bên ngoài đó thì bạn phải làm thêm cái chuyện là thêm cái nốt joystick này để nó kích hoạt ha, đây là cái nốt kích hoạt, rồi thêm cái nốt điều khiển nó chuyển động nữa, nghĩa là cái này là mới là kích hoạt thôi, còn để nó chuyển động đó, thì bạn phải thêm một cái nốt trong cái nhóm event nè, cái nốt này nó UI joystick move nè,
liên kết này với này đó, thì cái nhân vật chúng ta nó mới chuyển động được dựa trên cái việc chúng ta bấm những cái nút tròn tròn mà trên cái giao diện nãy đó bạn thấy đó đó, thì phải làm cái bước đó nữa. Nghĩa là chúng ta phải nút trên cái điều khiển cái cần điều khiển đó, thì đây là cái nút kích hoạt, đây là cái nút mà nó di chuyển, đây là kích hoạt, còn đây là cái nút move của mình ha, nút điều khiển di chuyển đó. Rồi nó di chuyển như thế nào thì bạn sẽ kết hợp với cái việc nhảy gì nữa, nó phức tạp lắm, ta bỏ qua những cái đó đi bạn, không rành thì ta bỏ qua những cái thao tác khó đi, ta tới đây là chúng ta được rồi. Rồi video sau đi ha, đây là cách một ha, tôi không khuyến khích là làm cái cách một, làm cách hai để cho dễ. Làm cách một thì những cái trường hợp đơn giản, là làm cách hai những cái trường hợp mà nó rối nó nhiều thứ thì chúng ta sẽ làm cái cách thứ hai nó sẽ ok hơn. Rồi tới kết thúc video này bạn, tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn, nhớ xem cái cách hai nha.